trà trái luôn nè. Ăn ngon chả dừa luôn. Ngọt quá. Giờ bên này tông sen bô nè chun cần nở mu mắt xít ta của ủng chân tay của mắt xít sẹo. Nè. Đem theo 30 chai này á, mình đi đổi ve chai luôn. Lấy cái những cái chai trong cái sọt của mình á, đựng vô trong cái sọt của người ta này. Xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Yunji TV Cuộc Sống Hàn Quốc nha. Buổi sáng hôm nay em nhận được cuộc điện thoại của cái bà chủ vườn nho đợt trước em hay đi á cô chú anh chị. Tại mấy đợt trước em đi mua nho á, em có dặn cái bà chủ vườn là khi nào cái đợt nho cuối cùng á thì điện thoại cho em với, để mà gửi cho em gái một ít, còn một ít thì để dành nhà em ăn á. Hôm nay thì sáng sớm bà ấy đã điện cho em nói là nhanh lại mua đi, hôm nay là tao hái ngày cuối rồi đó. Cho nên là bây giờ em sẽ đi lại chợ nho để mua nho nha cô chú anh chị. Mua xong thì sẽ đóng thùng rồi gửi cho em gái em luôn. Mời cô chú anh chị và các bạn đi hái nho với em luôn nha. Đây nho bà chủ hái rồi nè. Hôm nay em làm biếng đi hái lắm cho nên là để bà chủ hái xong cái bà lựa cho mình luôn à. Tại có mình ơn đi á, cái cũng không có quay phim được cho nên cũng không có đi hái luôn. Đây còn nho trên cành nhiều lắm luôn nè. Nhưng mà nó cuối mùa rồi, nó nhỏ nhỏ không. Nhưng mà giá rẻ lắm nha. Một ký còn có 5.000 nè, tức là tầm khoảng 95.000 tiền Việt Nam là được ký nho mẫu đơn Hàn Quốc rồi đó. Bây giờ bên hàng người ta trồng nhiều cho nên là nho giá rất là rẻ luôn. Đây còn những cái chùm này là cuối mùa á, trái nhỏ nhưng mà ăn rất là ngọt, ngọt như cục đường luôn á, ngon lắm. Quá trời trái luôn nè. Những trái này á cuối mùa cho nên là nó rất là ngọt luôn. Ở đây nữa nè. Nhiều lắm luôn nha. Đây. Đây mình hái ăn vẫn được nha. Ngọt liền luôn. Ông chủ với bà chủ vườn đang đóng nho. Ăn nho chả vườn luôn. Ngọt quá. Mọi người đừng sợ mà ăn này tà la nha. Ông chủ bà chủ kia em đi hái ăn đó. Ông bà đang đứng trước mặt em nè. Giờ bên này tông sen bô nè chun cần nở mu mắt xít ta của ủng chân tay của mắt xít sẹo. Nè. Mua ăn là anh cũng để. Ờ mắt mắt nè. Ở chỗ phía Uri nên ca chân giống đồ mực ní cả sơn mu nó đồ ăn ní cả mà. Mắt xin ít cổ cả kết từ nát cổ chỗ chim mà tặc mắt cổ Uri sa nên sa ra phần thầy nên. Nè. Thế sống nghe khơ mà tôi tạo một mũ cổ cơ đây thì tặc mắt chờ. Nè nói bà chủ năm nay nho ghẻ mình mua thì mình vui nhưng bả thì bả buồn. Bả nói là nho này nhỏ ăn tà tiện lắm, một chùm gì là ăn lần một hết. Nè, cái này là đóng gửi cho em gái, hồi người ta sẽ bơm cái hơi vô nó phì lên như bong bóng vậy đó, mình gửi đi không sợ bị giặt. Ý đức khi bốn nén đi cảnh chính chắc hana tạm tới đi chứ cô, trột thầy. Nè. Nè. Ồ, cái 바람도 공기도 적당하게 많이 넣어도 안 되고 작게 넣어도 안 되고. 기술이 좀 있어야 돼. 그쵸, 네. 기술이 있다는 거야. 딱 이래야 만져보고. 아, 이렇게 가져간다고? 네. 뭐 괜찮을 것 같은데. 그러면 다 됐어요. 네, 네. 그렇게 해주면 돼요. 이거 세 개랑 이거 두 개랑 이 4kg니까. 네, 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 네. 다섯 박스. 네. 생각보다 무겁네. 8kg인데 이거. 네. 10만 원이요. 감사합니다. 네. 이제 내년에 보겠네. 네, 내년에. Vậy là em đã mua nho xong rồi đó cô chú anh chị ơi. Ông chủ với bà chủ vườn nho rất là nhiệt tình luôn, với lại em là khách
quen á, em lại mua suốt rồi, chứ em cũng có giới thiệu nhiều cô chú anh chị Việt Nam mình lại đây mua á, cho nên mỗi lần em lại á, bà chủ rất là vui vẻ đón tiếp nè, rồi cho nho thêm, rồi mời em đi hái nho ăn tại vườn nữa. Nói chung á, là cái chỗ vườn nho này á, ông chủ bà chủ nhiệt tình lắm, cho nên là em cũng thường hay đi nữa. Mặc dù khu vực này có rất là nhiều vườn nho luôn á, nhưng mà ông chủ bà chủ cái vườn nho em đi á rất là vui vẻ nhiệt tình, cho nên là em chỉ đi mỗi chỗ này thôi, chứ khu vực này là người ta toàn trồng nho thôi, rất là nhiều trại luôn, nghẹt luôn á. Để em quay cho cô chú anh chị mình xem một vòng ha, nhiều dữ lắm, nhiều luôn, toàn là trồng nho thôi à. Khu vực này tất cả đều là trồng nho hết trơn nè, quá trời trại luôn. Đó, phía trên sườn đồi trên núi á là cũng là trồng nho hết á. Những nơi mà có chùm cái cao su màu trắng trắng đó là những trại nhà kính á. Nhưng mà đây là dạng nhà kính thường thôi, chỉ chùm bằng ni lông cao su thôi à. Còn cái dạng nhà kính như nhà em á, là loại nhà kính chuyên trồng vào mùa đông á, là người ta phải có màn phủ nè, rồi có máy sưởi nền nữa. Tới nhà này cô chú anh chị, cái phần này á là 4 kg, một cái gì nè, hai cái là 8 kg, đem gửi cho em gái em nha. Còn cái này là 4 kg, để hồi đem về nhà cha mẹ chồng, để cho cha mẹ chồng ăn. Rồi để chỗ chạy em thì 2 thùng 8 kg. Tại ông xã em với mấy đứa nhỏ nó toàn ở đây không à, cho nên là để đây 8 kg, còn để đắng cho cha mẹ chồng em á 4 kg. Ăn cơm với gì mẹ? Ăn miếng đu với em miếng đó. Ăn miếng dòng hả? Dòng nuôi. Hôm nay mẹ nói ăn con nuôi với nấu miếng dòng. Ngon quá vậy. Cái hũ tương ớt của mẹ làm nè, ớt này đợt nhà em á, hái để dành được 2 hũ để dành mình ăn bún ăn đồ ăn ngon lắm, hấp dẫn quá cha, quá hấp dẫn. Cúng đi cha. Cúng rồi đó, em cúng đó. Bữa nay bà xã sáng không có nấu cơm mà nấu con nuôi ăn cả nhà ơi. Gia với mẹ em ăn con nuôi, còn em thì ăn cái miếng dông. Nuôi đi, sáng ăn nuôi. Mà cả nhà với mình cả nhà ơi. Ăn hai thứ luôn. Hai thứ luôn. Em là em phải ăn cái miếng dòng này nè, ăn dai dai ngon lắm, mua bên Việt Nam đem qua luôn á. Để đợt sau mua cái loại cọng nhỏ, cái này cọng nhỏ bán nó bự quá, ăn dai ngon lắm. Ở bên hàng người ta bán ngộ lắm nha cô chú anh chị, người ta không có bán ký, người ta bán nguyên một cục gì đó, ăn cục nó chắc hơn ký à. Là có 1.000 quên nè, bán nội tạng hay lòng phèo này kia, nói chung là bán cái không à, chứ không có bán ký. Nguyên một cái gan heo cỡ khoảng hơn 2 kg luôn, có 1.000 quên à. Là có 18.000, 19.000 tiền Việt Nam mình thôi đó. Đợt nào đó em mua có 5.000 da heo mà hơn 10 kg da heo luôn, có 5.000 thôi đó. Quá trời nhiều. Ngọt quá. Ở bên hàng á, mấy cái da gù thủy tinh mình uống xong cái mình đem đi đổi lại ra mấy cái siêu thị gần nhà em nè, gian kia đổi được có 100 đồng, mà 30 da thì được có 3.000 won, là tầm khoảng 50 mấy nghìn tiền Việt Nam á. Nhưng mà cũng đỡ, thay vì mình đi giục bỏ thì cũng phải đem đi giục bỏ à, đem ra chỗ đó cũng như là ta gom gác cho mình mà còn có tiền nữa. Mà lấy nổi về đâu không? Lấy bỏ da gù da bia không, còn thùng giấy với mấy cái lon nước ngọt mà ở đây bên đây nó làm bằng nhôm á, giống bên Việt Nam mấy lon bia vậy đó, là bỏ cho người ta không chứ không có bán được. Bên Việt Nam mình hay lon bia bán được lắm. Lon bia đó bán tiền lắm á. Đã mua cá nhưng muốn gian nhiêu đó đẹp lắm, chục 2.200 như 200-300 nữa, 500 nữa. Một thùng bia uống được bán được 10 mấy ngàn đó. Thùng bia có 24 lon à. Đúng rồi, dây 500 đó. Sẵn gửi đồ cho em gái, gửi thêm một bọc hạt dẻ vừa hổm em với cha với mẹ đi lụm nè, với một bịch khoai lang. Khoai lang này là khoai lang trắng á, giống như của Việt Nam mình á. Khoai lang nè, đây. Cái này là em mua một thùng khoai lang trắng nè, để làm giống á, nhưng mà thấy ngon quá, luộc ăn muốn hết luôn à. Bây giờ em sẽ ra bưu điện để gửi cho em gái em nha. Với sẵn á, đem theo 30 chai này á, mình đi đổi ve chai luôn. Để đếm lại coi đủ không. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30 đủ rồi. Đủ 30 chai. Đây, chỗ em ở người ta cắt lúa muốn hết rồi nè. Mấy chỗ này người ta chùm cao su lại chuẩn bị trồng tỏi hết rồi đó. Ngày mai thì nhà chị chồng em cũng trồng tỏi nữa, nhưng mà cha với mẹ em không có đi trồng,
chỉ có những cô chú anh chị người Việt Nam mình đi trồng thôi à. Em cũng là người đứng ra kêu người cho anh chị chồng em luôn. Em chỉ kêu cô chú anh chị người Việt Nam mình đi làm mà, chứ em không có kêu người Hàn. Mọi khi thì cha với mẹ em đi trồng nữa, nhưng mà năm nay lo hai chạy cà nên cha với mẹ nói thôi năm nay cha với mẹ không có trồng, để cho mấy cô chú anh chị mình trồng đi. Đây nè, mấy chỗ này vừa cắt lúa xong là ta xới đất liền à, tranh thủ làm nhanh nhanh á, để vài bữa mưa là đâu có làm được đâu. Đây, cái này là bưu điện của bên Hàn Quốc nha cô chú anh chị. Tới bưu điện rồi nè, bây giờ thì em sẽ vô bên trong á để mà đóng thùng rồi gửi cho em gái em nha. Lấy cái những cái chai trong cái sọt của mình á, đựng vô trong cái sọt của người ta này. Một sọt này là 30 chai. Rồi, vậy là xong. Đầy một sọt rồi nè, cái này là 30 chai nha. Bây giờ em sẽ bưng để lên kia đó. Đây, người ta cũng đem đổi nhiều lắm nè. Những cái này là người ta đem đổi á. Ở đây là bia, cái này là rượu. Cái này là đổi mình không có được lấy tiền đâu nha. Mình chỉ đi vô trong cái siêu thị á, cái mình đổi lại cái đồ khác. Bây giờ em sẽ vô trong siêu thị đổi lấy đồ khác nha. Em đi vô trong đây mua bao thức ăn gì cho chó ăn nữa nha. Đây, người ta bưng lên tới xe cho mình luôn nè. Mua cho con chó 2 bao luôn. Bao này 15kg, một bao là 16.000 nha, hai bao là 32.000. Bây giờ thì mình sẽ đi ra phía trước siêu thị nè, đây cái siêu thị chỗ này. Đây còn đây là ngân hàng, cái ngân hàng này nó nói chung với siêu thị luôn nha. Bây giờ em sẽ đi vô trong này để mà lấy tiền á, lấy cái phần tiền 3.000 hồi nãy mình đổi á, một chai như vậy á là 100 đồng, 30 chai là 3.000. Mình sẽ vô trong đi lấy cái món đồ nào đủ 3.000 á, hoặc là có thể lấy hơn cái số tiền đó rồi mình trả tiền thêm. Nói chung là cái tiền nãy mình bán ve chai mình sẽ không được lấy tiền mặt nha cô chú anh chị. Mình đi vô đây mình mua đồ nha. Bây giờ em sẽ vô chỗ mua nước ngọt. Cái có hana ở mấy á? 3,780 đồng. À, nè. Này, đổi được chai Coca-Cola. Chai này 1 lít gửi nha. Cái chai này là 3.650 đồng lận, mà của mình chỉ đổi được có 3.000 nè, cho nên mình bù thêm 650 đồng nữa nha. Vậy là cuối cùng em cũng đã đi gửi đồ cho em gái em nè, rồi đi đổi ve chai xong hết đó cô chú anh chị ơi. Đến đây thì em cũng xin kết thúc video ngày hôm nay đây luôn nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video cho gia đình em nha. Cô chú anh chị đừng quên like rồi đăng ký kênh và chia sẻ kênh ủng hộ cho gia đình em với nha. Còn bây giờ thì em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những video tiếp theo nữa nha. Bye bye.